chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay thời tiết sẽ lại tiếp tục thuận lợi cho những hoạt động sản xuất lưu thông cũng như là nghỉ ngơi cuối tuần ở miền Bắc. Hầu hết các khu vực đều không mưa, có nắng và tạnh giáo, ngoại trừ vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận như là Bắc Giang, Lạng Sơn và Bắc Ninh. Trong sáng sớm nay còn xuất hiện mưa rào nhẹ, còn lại các khu vực khác nắng sớm và nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 33 cho đến 34 độ. Một số ít điểm đạt ngưỡng oi nóng vào giữa trưa nhưng sẽ qua nhanh vì đến chiều tối và đêm nay thì gió đông nam sẽ lại đưa ẩm vào khu vực nên tiết trời chuyển về trạng thái dịu mát về đêm. Theo nhận định thì mưa rào và dông sẽ quay trở lại miền Bắc vào khoảng chiều và đêm ngày 19 tháng 8. Tại Trung Bộ, sang tới hôm nay khi mà hình thế gây mưa hoàn toàn suy yếu thì nắng nóng sẽ lan rộng trở lại ở Trung Bộ. Nhiệt độ ở Quảng Bình cho đến Phú Yên là 37 độ, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận tuy chỉ là 35 cho đến 36 độ, nhưng bầu trời không có mây cả ngày cũng khiến cho độ ẩm giảm thấp, trời rất oi nóng. Ngoài ra thì bà con cần cảnh giác với nguy cơ cháy rừng trên khu vực Quảng Bình cho tới Bình Định. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết cũng dần có sự chuyển biến, ngày vẫn nắng nhiều, nhưng thời điểm ngoài 3 giờ chiều thì bắt đầu hình thành mây dông ở một số khu vực. Dự báo đến chiều tối nay thì trời sẽ chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Vùng mưa chính tập trung ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, khu vực miền Đông cũng như vùng ven biển miền Tây Nam Bộ. Lượng mưa được dự báo không nhiều vì vùng mưa phân bố không đều nhưng bắt đầu có xu hướng biến chuyển thời tiết ở khu vực này trong những ngày sắp tới, với những cơn mưa dông sẽ xuất hiện rải rác vào chiều và tối. Ngoài ra thì một số nơi cá biệt vẫn có mưa dông trên 30mm. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội hôm nay tiếp tục có nắng nhẹ và khô ráo cả ngày, trời không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Hà Nội dao động trong khoảng từ 34 cho đến 35 độ. Vùng nội thành vẫn thường nóng hơn so với khu vực ngoại thành. Thời tiết thuận lợi đối với công việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa và các hoạt động xây dựng cầu đường. Theo nhận định trong ngày mai thì trời tiếp tục nắng ráo, nhiệt độ vẫn cao xung quanh ngưỡng là 35 độ. Từ ngày 19 tháng 8 thì có thể thời tiết sẽ chuyển mưa rào trở lại, sau đó mưa có thể kéo dài thêm sang ngày 20 và ngày 21. Chính vì vậy bà con cũng cần tranh thủ thu hoạch mùa vụ và quả chín trước một đợt mưa sắp tới. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, trong ngày hôm nay thời tiết nhìn chung khá mát mẻ, ban ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ chưa cao, nằm trong khoảng từ 32 cho đến 33 độ, nên rất thích hợp cho các hoạt động vui chơi giải trí vào dịp cuối tuần. Du khách tắm biển ở khu du lịch Đồ Sơn cũng sẽ rất thuận lợi, sóng biển sẽ không quá cao và dao động trong khoảng từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm mai, do một xoáy thấp từ vịnh Bắc Bộ lấn vào, nên tại Hải Phòng và các khu vực lân cận vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ. Thưa quý vị, tháng 8 vẫn chưa phải là thời điểm mùa mưa ở Trung Trung Bộ. Thời tiết trong nhiều ngày nay ở Đà Nẵng là không mưa và nắng nhiều. Dự báo trong hôm nay cũng như là một vài ngày sắp tới, tiếp tục là chuỗi ngày khô ráo, nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất xung quanh ngưỡng là từ 36 cho đến 37 độ. Thời tiết ít mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động lao động và sản xuất của người dân. Du khách ghé thăm thành phố nên mang theo những dụng cụ che nắng khi lưu thông và lựa chọn thời điểm tắm biển trong ngày phù hợp để bảo vệ tốt cho sức khỏe. Theo nhận định thì nắng nóng vẫn còn kéo dài và sắp tới khoảng ngày 20, ngày 21, ngày 21 có thể tạm thời giảm nhiệt hơn, nhưng sau đó sẽ lại có nắng nóng lặp lại. Vì vậy, các kế hoạch tích trữ nguồn nước sạch cũng cần được triển khai. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ban ngày vẫn còn nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng từ 34 độ. Tuy nhiên, thời điểm ngoài 3 giờ chiều thì mây dông có thể xuất hiện, cho mưa không nhiều nhưng cũng khiến cho chúng ta bị ướt nếu lưu thông không mang theo áo mưa. Ngoài ra thì ở một số vùng lân cận như là Long Khánh, Biên Hòa ở Đồng Nai có thể có mưa dông mạnh hơn. Các cơn dông xuất hiện không trên diện rộng, tuy nhiên nền nhiệt trên khu vực đang cao nên có thể kèm theo các hiện tượng lốc xoáy và gió rất mạnh khá là nguy hiểm. Do vậy, người dân nên cẩn thận đề phòng, hạn chế làm việc cũng như lưu thông ở ngoài trời khi mà thời tiết có mưa dông kèm theo sấm sét. Thưa quý vị, thời tiết tại thành phố sông nước Cần Thơ và ban ngày nhìn chung vẫn nắng nhẹ. Tuy nhiên, trong hôm nay thì khả năng từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối sẽ xuất hiện mưa rào, lượng mưa ước tính từ 10 cho đến 20mm. Do vậy, khi hong phơi đồ đạc thì quý vị cần hết sức cảnh giác theo dõi mây dông để thu dọn đồ đạc kịp thời. Đối với các hoạt động lưu thông, đường thủy trên các kênh rạch hay là sông ngòi thì nhìn chung mưa không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động mua bán và thông thương trên các chợ nổi. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố được dự báo dao động từ 25 cho đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.